Nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, ngày 20 tháng 1, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức gặp mặt cán bộ công chức viên chức người lao động các cơ quan khối Đảng tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự và chúc mừng. Năm 2019, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo và đạt được kết quả toàn diện đồng bộ trên các lĩnh vực. Điển hình như Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, các đơn vị như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình và một số cơ quan trong khối Đảng tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cơ quan khối Đảng tỉnh năm 2019, đồng thời đề nghị bước sang năm 2020, các cơ quan khối Đảng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.